đội hình dự kiến Việt Nam đấu Nhật Bản, mạnh Kalu có thể gây bất ngờ. Việt Nam sẽ đối đầu với Nhật Bản trong khuôn khổ lượt trận mở màn bảng D. Vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Herosu vẫn giữ kín đội hình trước giờ bóng lăn nhưng không ngoại trừ khả năng Việt Nam sẽ có một vài sự thay đổi so với bộ khung quen thuộc. Nguyễn Philip gần như chắc chắn được đặt chỗ trong khung gỗ. Sơ đồ yêu thích của huấn luyện viên Trucci thường là 3-4-3 nhưng trước một Nhật Bản ở đẳng cấp cao, nhiều khả năng Việt Nam sẽ chuyển sang chơi với 5 cầu thủ phòng ngự trong sơ đồ 5-3-2. Ba trung vệ được chọn có thể là Thanh Bình, phải Việt Anh, giữa, và bên trái là Tuấn Tài. Nếu nhìn từ những trận đấu gần đây, Minh Trọng sẽ trở thành sự lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ trái. Khả năng tấn công của Sao Mai, người Cần Thơ là không phải bàn cãi. Thậm chí, cầu thủ này đang chơi cực hay và đã ghi bàn cho B Bình Dương tại V League. Thế nhưng, khả năng phòng ngự của Minh Trọng còn có những hạn chế. Trước một đối thủ có hỏa lực mạnh như Nhật Bản, nhiều khả năng, huấn luyện viên Trucci sẽ sử dụng một cầu thủ kinh nghiệm và bền bỉ. Nếu vậy, Xuân Mạnh nổi lên như một ứng viên nặng ký. Sự có mặt của Mạnh Kalu, một trong những hậu vệ nhà không có gì ngoài sức khỏe, lại chơi quyết liệt khi cần sẽ hỗ trợ tối đa cho trung vệ trái Tuấn Tài. Một vị trí nhiều khả năng sẽ bị đối thủ khai thác trận này. Còn vị trí hậu vệ phải, Văn Thành có thể được đặt niềm tin. Hùng Dũng có thể sẽ ra sân ngay từ đầu khi Việt Nam gặp Nhật Bản. Sơ đồ 3 tiền vệ của đội tuyển Việt Nam rất cần sự cơ động, biến hóa trong phòng lẫn tấn công. Ở thời điểm này, Thái Sơn sẽ là sự lựa chọn số 1 cho vị trí dọn dẹp. Phía trên, Tuấn Anh và Hùng Dũng nổi lên như hai ứng viên nhờ sự ăn ý. Tất nhiên, sẽ có vài sự lăn tăn bởi thời gian qua. Hùng Dũng không có phong độ tốt nhưng về bản lĩnh trận mạc, không ai có thể hơn tiền vệ đang khoác áo Hà Nội Fan Club. Trên hàng công, sẽ không có ngạc nhiên nếu Văn Toàn được bố trí đá cặp với Tuấn Hải. Hai cầu thủ này có thể chơi độc lập, chịu khó di chuyển, lùi sâu phòng ngự, nên có nhiều lợi thế để điền tên trong đội hình xuất phát. Đội hình dự kiến đội tuyển Việt Nam 5-3-2: Nguyễn Philip, Xuân Mạnh, Tuấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh, Văn Thanh, Tuấn Anh, Thái Sơn, Hùng Dũng, Văn Toàn, Tuấn Hải.